Shop Gàng Nguyễn FF.com, shop bạc chính thức của Gàng Nguyễn Gaming. Shop có những vòng quay kim cương may mắn chỉ với 9.000, các bạn sẽ có hồi chung đến 19.999 kim cương. Do shop mình mới khai trương á, cho nên mình sẽ tăng 70% tỷ lệ trúng khi quay kim cương nha. Và đặc biệt đó là shop mình bán rất là nhiều ạc game Free Fire luôn. Nếu như mà các bạn đang cần tìm chỗ uy tín để mà mua ạc game Free Fire thì các bạn hãy đến ngay với shop Gàng Nguyễn FF.com của mình nha. Hello mọi người, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Gàng Nguyễn đây. Đầu tiên thì mình xin chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng luôn nha. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ xài cái nhân vật Chogondo này để mà mình leo gan tử chiến cho các bạn xem nha. Mình sẽ cho các bạn biết là OB31 này thì nó sẽ có hiệu quả hay không, nó còn chơi được hay không anh em. Và cũng như là những cái trường hợp nào mình nên sử dụng, những trường hợp nào mình không nên sử dụng. Thì đầu tiên là những cái trường hợp không nên sử dụng, đó chính là những cái trường hợp như vậy nè anh em. Nó mình có gặp ai đâu mình sử dụng đúng không? Nó giận với các bạn chứ. Thì tiếp xíu nữa, nếu như mà cái trường hợp nào mà cần sử dụng thì mình sẽ nói cho các bạn biết. Thì nói chung là cái OB này thì trời đậu xanh á, bọn mình nó bắn gắt thế nha, nó giết 3 thằng rồi. Ê ngồi cứu rồi anh em. Cứu, trời ơi nó lụm luôn rồi anh em à. Gắt thiệt chứ. Thì những cái trường hợp nào mà mình nên sử dụng Chogondo anh em. Thì bây giờ anh em biết rồi á, là bây giờ Chogondo nó đâu có bắn ra được đâu, cho nên là nó rất là phế luôn. Mà nhiều ông cứ comment nói với tôi á là OB này Chogondo mạnh hơn. Làm sao mạnh được anh em? Chogondo nó mạnh á, là chỉ khi mà nó ở trong cái vòng đó nó có thể bắn được ra ngoài thôi. Còn bây giờ đâu có bắn được đâu mà mạnh đúng không mấy bạn? Thì đó chính là cái quan điểm cá nhân của mình thôi. Còn nhiều ông mà nói mạnh thì chúng ta hơi khác quan điểm tí xíu. Còn quay lại với vấn đề clip á, thì khi nào mình nên sử dụng anh em? Đó là khi nào mà bị địch nó bắn quá đó, thì mình sẽ dùng ha. Hình như là tôi mới vừa nói cái điều mà ai cũng biết hết trơn á anh em à. Thì clip hôm nay là clip nói chung là ai cũng biết hết trơn mấy bạn à. Thật sự luôn. Thế từ nhà để bắn thanh niên nào bắn bầu tôi gục rồi ta. Đây đây nhảy nè. Này nhảy nè. Nhảy nè, ok, cà ớt ghê thiệt chứ. Tại thằng bồ mình nó bắn sắp chết rồi đó anh em. Rồi thì mình quay trở lại với vấn đề của clip. Thì khi nào chúng ta nên sử dụng anh em? Ê, khi này nè anh em ạ, khi này nè, đấy. Nó bắn mình quá trời luôn, mình không bật Chogondo là toan liền thấy chưa. Đó thì mình sẽ đứng trong cái Chogondo mình hồi máu lại. Khi bị bắn quá thì mình sẽ đứng trong đó mình hồi máu lại. Chứ mình không thể nào mình bắn ra được nữa anh em. Thì nhớ lúc trước thì nó có một thời nó rất là quan dội luôn ha anh em. Còn bây giờ chỉ được có đứng trong chổng hồi máu thôi. Chứ là bây giờ chúng ta sử dụng khi nào đó mấy bạn, khi mà địch nó chọi lựu đạn mình á, nó chỉ hẹn giờ nó chọi lựu đạn mình nghe tít 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 đó, mình bật lên là vừa để cho nó bắn không qua lựu đạn được á. Đây từ từ anh em, mình thấy có thanh niên nào bên đây này, đâu rồi, trời bụi cỏ nè, này thì bụi cỏ đó, thanh niên bụi cỏ bây giờ mình thấy nhiều lắm anh em, ngộ không bây giờ mình thấy nhiều lắm luôn á, kiểu như Chogondo nó bị phế xíu rồi á, người ta xài ngộ không nhiều lắm, để mình qua mình công luôn anh em, bồ nó công rồi. Bồ bắn gắt thế nha. Còn một thanh niên cuối cùng nữa. Thì nói chung á là cái điều đầu tiên mình muốn khuyên các bạn khi xài Chogondo đó chính là khi bị bắn quá trời mình sẽ xài. Cái này thì ai cũng biết rồi đúng không? Và cái thứ hai là khi mà địch nó chuẩn bị cho lựu đạn mình, nó kêu tít tít tít, nó hẹn giờ lựu đạn á thì mình sẽ xài luôn. Còn cái thứ ba lần này nó đứng im là mình bắn nó, cái này bắn cái anh em. Trời ơi. Đứng cạnh ai đâu á. Có một cái nữa là khi mình bồ mình nó bị gục á anh em thì mình sẽ chạy ra mình bật cái dòng lên mình cứu bồ mình. Nó xong rồi cái dòng nó hết thì mình với bồ mình chết chung luôn. Nói chung là bây giờ mình thấy Chogondo nó kiểu như nó phế phế sao á anh em à. Nó không có được mạnh như trước, kiểu như trước mình bắn quen rồi á, bây giờ mình bắn lại mình thấy nó kỳ kỳ sao á. Thì mình nghĩ là OB này thì Chogondo nó sẽ không còn xịn sò nữa, cho nên là mấy bạn cũng không cần sợ nó nữa anh em. Thì hồi đó Chogondo ở trong dòng nó bắn được á thì nó rất là kinh khủng luôn. Còn riêng OB này thì mình thấy hết sợ nó rồi. Kiểu mình chơi Chogondo nhưng mà mình cũng sợ mấy thanh niên chơi Chogondo lắm anh em. Bởi vì mình có cái Chogondo nhưng mà nó hồi chiêu lâu á, cho nên là đâu phải được xài hoài đâu, thì cũng sợ sợ mấy thanh niên kia chứ. Rồi nhưng mà bây giờ thì chả sợ bố con nào cho anh em. Còn mấy thanh niên mà chơi ngộ không mình cũng không sợ nữa, nó thật luôn á. Thì các bạn thấy ngộ không nó gồ chứ mình thấy nó cũng bình thường à, mà thấy không có gì phải sợ hết trơn á. Kiểu như nó thành bụi cỏ thì mình vẫn bắn được thôi, nhưng mà chỉ nó không có ghim tâm mấy thôi. Không có ghim tâm được chứ không phải là máy nữa, không ghim tâm được nhưng mà vẫn bắn được bình thường mà, chứ có gì đâu đúng không. Thì nhiều bạn kêu mình bắn ngộ không cho bạn xem đi, thì chắc có lẽ là mình cũng sẽ bắn đó, nhưng mà mình bắn gà quá thì các bạn thông cảm cho mình nha. Tại vì đó giờ mình xài Chogondo không à, chứ mình không có xài ngộ không luôn. Thật sự đó giờ mình chưa có xài ngộ không luôn anh em. Mình có nhân vật ngộ không chứ không phải không có nha, nhưng mà tại vì kiểu mình không có thấy nó, mình thấy nó không có hiệu quả lắm anh em, cho nên mình cũng không có thích xài, mình chỉ thích xài Chogondo thôi. Nhưng mà Chogondo thì các bạn biết rồi đó. Bây giờ thì mình đây cứu bồ được nè. Đấy, cứu bồ đó, bây giờ cứu bồ rồi khịa địch luôn nè. Đây tới vòng vòng nè, bắn tới đi, bắn tới đi. Đấy, mình chỉ khịa được vậy thôi anh em.
Còn mà cái OB trước mà kiểu này đứng thò thò bắn bắn chỗ đó, tôi trong vòng tôi bắn cho rách cái quần luôn á. Nhưng mà cái bây giờ thì không có được anh em. Đâu rồi? Ra đây nè, trời ơi một viên lên đầu anh em, có sáu mấy máu mà bây giờ chọn lựu đạn lụm luôn nè, chết nè, chết không, chết không. Tôi để ý làm như là cái OB này cái tầm lựu đạn nó không được xa nữa hay sao anh em, không biết anh em có thấy gì không chứ tôi thấy bây giờ tôi chọn lựu đạn kiểu như nó mù mắt lắm á. Hồi đó tôi chọn kiểu gì cũng trúng nhưng mà giờ chọn thấy chục hộp lất hết trơn à. Nhưng mà không sao anh em ơi, bộ bắn gắt quá. Thì bây giờ trận cuối cùng mình sẽ cố gắng mình thắng trận này và có một clip đăng cho anh em xem nha. Thật sự những clip anh em xem trên kênh mình á dạo này nó hơi kiểu như nó không được hay như hồi xưa nữa anh em biết tại sao không? Tại vì thật sự là bây giờ mình kiểu như mình nói chung là mình nói nhiều khi các bạn nói mình than trách này kia, nhưng mình chỉ muốn nói cho các bạn hiểu á là một vấn đề là bây giờ mình rất là bận luôn, nói thật với các bạn luôn á. Có clip cho các bạn xem là mình cũng xoay sở dữ lắm luôn á. Bây giờ mình vừa đi làm rồi đúng không? Tăng ca các kiểu là 8 giờ mấy nè, có lên một cái thôi. Còn cái thứ hai á, là mình phải về mình phải đi học thêm nữa anh em, phải học cái nghề nữa cho nên là nó cũng mất một thời gian rất là nhiều của mình nữa. Còn chơi game này thì mình chủ yếu mình chơi vài trận rồi xong rồi cái mình đăng lên mình nói chuyện mình trò chuyện với anh em thôi, chứ thực sự bây giờ hướng dẫn các bạn kéo tâm rồi các kiểu thì nó cũng mất khá là nhiều thời gian á, cho nên là mình sẽ không có cái thời gian để mà mình làm cho các bạn xem được, cho nên các bạn thông cảm cho mình nha. Không biết là cái khoảng thời gian này nó sẽ kéo dài đến bao giờ nữa anh em. Đây, từ từ anh em à, đâu rồi, có bông keo gì à? Gắt anh em, có bông keo nữa trước mình cũng có nữa nè. Ê, rồi hai ba thằng công qua luôn tới công chuyện tôi rồi. Ê, hên quá con bộ nó bắn qua tiếp xíu nữa là toan rồi. Đâu rồi, còn một thanh niên nha, đâu sao bông keo này nè. Ê, nó đậu rồi cái đấy. Ê, trời ơi đậu xanh, còn một máu anh em à, tôi còn một máu anh em ơi. Rồi chạy thôi cho mấy con bộ nó xử đi, ném chiếc lựu đạn lại cái ớt luôn chứ. Đây nè, trời ơi bầu giết rồi. Nó thì hiện tại bây giờ thì thực sự là nói chung là tôi nói cho các bạn biết là tại sao tôi lại những video tôi giờ nó không có chất lượng mấy á. Thực sự cho các bạn hiểu là bây giờ tôi khá là bận luôn anh em. Cho nên em nếu như anh em thấy quý tôi thì anh em thông cảm cho tôi nha. Không biết tới khoảng thời gian này bao lâu nữa thì khi mà mình học xong rồi các kiểu á, mình đi làm được á thì mình sẽ có nhiều thời gian mà có những clip chất lượng hơn cho các bạn xem. Ok, còn bây giờ thì clip bên đây thì hết rồi. Xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nhé. Bye.